Chào mọi người, mình là Nguyễn Ngọc Cẩm, mình đến từ Kistop. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người cái cách mà để lên sản phẩm ở Lazada theo cái công cụ Loliket của Lazada nha. Dạ rồi, bước đầu thì vậy thì khi mà để chuẩn bị lên sản phẩm trên Lazada thì mình cần chuẩn bị những gì? Mình có 3 nội dung để cần chuẩn bị. Thứ nhất là mình sẽ cần có mô tả sản phẩm. Mình sẽ cần chuẩn bị một cái mô tả sản phẩm. Mô tả sản phẩm của mình sẽ bao gồm công dụng, thành phần, hướng dẫn sử dụng và hay là hạn sử dụng. Rồi, nhưng mà cái và thông tin thương hiệu. Okay. Rồi, nhưng mà những cái mô tả này thì là mô tả ngắn gọn. Thứ hai, mình cần chuẩn bị gì? Mình phải cần chuẩn bị hình ảnh. Trong cái phần hình ảnh này thì hình ảnh phải đã được thiết kế nha. Mình đừng có chụp xong cái mình gửi lên mình không có chỉnh, không thiết kế gì lên thì nó không đẹp đâu. Rồi, trong cái này thì mình chia ra làm 2 phần. Phần thứ nhất là ảnh bìa sản phẩm. Ảnh bìa sản phẩm tức nghĩa là cái ảnh mà nó sẽ xuất hiện khi mà mình lên sản phẩm xong, nó hiện trên app luôn. Mà nếu mà khách hàng nhìn vào, khách hàng chỉ thấy một cái ảnh đó thôi. Nên cái ảnh này phải đẹp, đẹp, có logo, nêu những giá trị và đặc điểm của sản phẩm, và thường nó phải là ảnh vuông nha, ảnh theo cái kiểu của con là vuông 90-90 ấy, kích thước vuông và đồng đều. Đồng đều đây là đồng đều giữa tất cả các sản phẩm nha. Ở bố cục đây, kích thước bố cục giữa tất cả rồi. Bên cạnh đó thì mình nếu mà nếu được thì mình nên có nền trắng để tối ưu hóa hiển thị hơn. Rồi, đấy là nội dung thứ nhất. Nội dung thứ hai mà mình cần chuẩn bị đó là ảnh về sản phẩm, như vậy là về công dụng, thành phần, hướng dẫn sử dụng, hoặc là những cái lưu ý. Ví dụ như mình bán nước tắm thì mình sẽ có những lưu ý về bảo quản như là tránh ánh nắng trực tiếp, hoặc là không nên ngâm tắm trong sau khi ăn chẳng hạn. Đấy, lưu ý. Đây là xong cái phần là những hình ảnh mình cần chuẩn bị. Cái tiếp theo là nội dung ba là mình sẽ chuẩn bị để xác định những cái xác định lên sản phẩm. Sau khi mà mình có hoạt động nghiên cứu thị trường đó, mình chọn ra từ khóa ngắn, từ khóa dài, những cái từ khóa mà khách hàng sẽ tìm kiếm với mình đấy, thì xong sau đó mình sẽ đặt tên sản phẩm một cách tối ưu nhất. Tên sản phẩm thì gồm có là tên sản phẩm, đặc điểm, giá trị, đặc tính, thương hiệu. Đấy, thì mọi người biết rồi đấy. Video giới thiệu, đây mình đánh luôn tên sản phẩm thì bằng tên sản phẩm là từ khóa ngắn đấy, cộng với từ khóa ngắn, cộng với đặc điểm, ví dụ như là nguyên chất, mật ong nguyên chất, mật ong, mật hà chẳng hạn, rồi cộng với thương hiệu. Cái phân loại
thì để dung tích được. Đó là những cái mình lưu ý đối với tên sản phẩm. Thứ hai nữa là mình phải xác định giá bán. Và thứ ba nữa là mình nên có video giới thiệu sản phẩm. Video này có link YouTube, nên up lên YouTube đấy. Đấy là những cái công việc mà mình cần chuẩn bị khi mà mình, đây là những cái công việc mà mình nhất thiết cần phải chuẩn bị trước khi mình lên sản phẩm. Rồi ok, bây giờ mình bắt đầu mình thực hành lên sản phẩm nha. Để lên đối với Lazada thì nó có tài khoản người bán và tài khoản người mua khác nhau, nên mình phải vào Lazada seller. Đây Lazada seller, nếu mọi người đã có cái kênh có cái tài khoản rồi ấy, thì mọi người vào đăng nhập. Còn nếu chưa có tài khoản mọi người vào đăng ký nha. Đăng ký này thì thời gian xét duyệt nó tầm khoảng 5 ngày ấy. Rồi mình vào đăng nhập. Đây vào đăng nhập rồi thì nó sẽ hiện thị đây là cái giao diện quản lý của cái Lazada Seller Center đấy. Mấy cái này qua. Bây giờ là mình vào đây là mình sẽ lên sản phẩm. Đây mình không lên sản phẩm, mình vào một sản phẩm sẽ có quản lý thêm sản phẩm đây. Rồi khi thêm sản phẩm thì bây giờ là đầu tiên mình đã có chuẩn bị gì rồi, mình chuẩn bị tên sản phẩm luôn, tên sản phẩm. Bây giờ mình lên cái sản phẩm là tinh dầu chùi dù nha, chùi dù nguyên chất mười kim, 10 ml. Rồi thì nó sau khi mình đánh xong tên sản phẩm á, thì nó sẽ có hiển thị các mục để mình lựa chọn. Nhiều ô tô trẻ em nó có thể ở đây rất là nhiều cái danh mục ngành hàng để mình chọn, mình thấy nào phù hợp thì mình chọn, còn không phù hợp thì mình chọn mình tiếp. Đây tiếp theo là mình đăng tải ảnh, thì cái ảnh bìa mà mình cần ấy là mình đã chuẩn bị sẵn ở đây. Tinh dầu chùi dù đây, ảnh bìa này có logo, có sản phẩm, có một số mô tả của sản phẩm này, mình vào. Rồi tiếp theo là mình sẽ có một số cái ảnh sản phẩm thứ hai là công dụng, thành phần, hướng dẫn sử dụng, lưu ý phần ảnh gì đấy. Này nó sẽ nằm này, thì đối với đối với Lazada hay là Shopee thì cái phần những cái ảnh này nè, mọi người nên chọn nó làm theo kích cỡ của cái mình gợi ý cho mọi người nha. Mình sẽ vào Canva, mình chọn cái phần mà là ảnh bìa của Facebook, là Facebook cover, rồi sau đó mình design các ảnh, rồi mình chọn cái kích thước đó thôi, rồi mình sẽ dùng nó về sau luôn. Đối với cái ảnh bìa đầu tiên á, thì mình làm ảnh vuông, nhưng mà đối với những sản phẩm sau thì mình dùng tất cả đều là theo hình thức này, để sao ạ, để mình một lần design mình dùng cho hai việc, 2 đến 3 việc. Việc thứ nhất là mình sẽ lên sản phẩm như này, và thứ hai là mình làm cái phần loli kép của Lazada luôn, và thứ ba nữa là mình sẽ làm cái phần trang trí gian hàng luôn, mình không có cần làm lại nữa đấy. Ngoài ra thì mình cũng có thể những cái hình thương nhỏ và những cái hình thương hiệu mình gắn vào đây cũng được, không sao cả đấy. Mình có thể chỉnh kéo nó lên cho người ta biết cái cây chùi dù là cây gì, thì nó là cái kinh giới rừng, mình kèm cái logo thương hiệu của mình vào đây luôn. Rồi nó có cái phần đối với Lazada nó khác Shopee ở một chỗ là khi mình lên sản phẩm đó, nó sẽ có cái phần chấm điểm của mình ở bên đây. Nếu mà mình lên tốt thì nó sẽ chấm điểm xuất sắc cho mình thì mình cứ ấy thôi, còn nếu mà mình ở mức độ là cần cải thiện thì mình còn nên phải sửa chữa làm sao cho đầy đủ thông tin nha. Rồi mình theo dõi phần này để mình quan sát là mình đã lên đúng hay chưa nha. Xuất sắc thì tức nghĩa là mình đã lên đúng rồi đấy. Rồi, đường dẫn video. Đây là cái chỗ mình bát cái link YouTube vào đấy. Link YouTube giới thiệu về sản phẩm mà mình đã yêu cầu mọi người chuẩn bị ấy. Rồi, vào đây.
rồi nó có cái phần show more, tức nghĩa là nó thêm tỷ lệ ảnh vòng một, tức nghĩa là cái ảnh mà nó sẽ được xuất hiện khi mà này, ảnh thu nhỏ sẽ được dùng để hiển thị sản phẩm ở một số nơi để kết quả tìm kiếm sản phẩm dịch vụ ấy, thì mình sẽ tải cái ảnh giống như cái ảnh bìa của mình thôi. Và lưu ý rằng là cái ảnh bìa này là cái ảnh nền trắng, và cố gắng giúp cho nó có cái mình độ phân giải nó vẫn rõ ràng nhưng mà là cái dung lượng nó nhỏ nhất có thể, để khi load, khi vào app á, người ta load cái sản phẩm nó hiện ra cái ảnh liền, nó không bị chậm em mọi người nha. Rồi rồi thương hiệu thì hiện tại mình không có thương hiệu, mình không có đăng ký thương hiệu nên mình chọn no brand, hãy không sao cả. Rồi cái phần mà case từ khóa này thì công dụng này thì mọi người có thể đối với tinh dầu, đối với sản phẩm của mình là gì thì mọi người chọn ở đây, thì Lazada nó gợi ý, và cái này nó không giống như Shopee, mình không có thể tự nhập được, mình phải chọn theo gợi ý của nó đấy. Nên thì mình chọn như thế. Phần streamer này là đấy, để đóng gói kích cỡ dung tích, nên mình điền hết vào luôn. Tổ chức cho em thêm sức là hợp tác xã Mường Kim. Tích ở đây là 10 ml. Không phải nhiều, không chịu một lấy video mẹ này mình không có thì mình đừng để dùng một sản phẩm. Tự nhiên mình có đánh cái gì mà mình cần thì hoặc là nói về công dụng của mình dùng sản phẩm trị liệu. Rồi chọn nước sản xuất thì là Việt Nam rồi. Nhóm màu thì thật ra nếu mà có màu mình chọn không thì thôi nha. Nếu quần áo thì mới cần phần đó, còn tinh dầu của mình mới không cần một đúng lối, thì nó đưa với đưa cẩu lịch nếu có thì mình để không thì thôi. Rồi xong, mình xong cái phần màu. Đối với biến thể hương đây, nếu mà mọi người chọn cái ngành hàng đó là tinh dầu đó, thì Lazada nó mặc định cho mình một số hương mình không có thay đổi được đấy, mà may mắn là nó có cái phần chủ vườn là rau kinh giới, nó là kinh giới rừng, nó cũng giống thôi, mình chọn phần đấy. Mình không được chọn đâu, mình không được đánh đâu, mình đánh thì nó cũng không ra đâu. Mình rồi biểu hương kinh giới xong giá. Giá của mình thì mình đã chuẩn bị sẵn rồi, mình đã xác định giá rồi. Giá của cái này là 559.000, 159.000. Rồi số lượng hàng tồn kho SKU là chủ dùng 10 ml. Đấy đấy, SKU này nó trùng như với cái SKU khác. Tại vì hôm qua mình đã lên một sản phẩm chủ rồi, thì hôm nay mình đánh cái SKU này nó bị trùng, thế thì bây giờ mình sẽ đặt lại một cái SKU. Thường là mình cái này là mình tự nhớ, mình shop của mình quy ước thôi chứ khách hàng họ cũng sẽ không biết đâu, nhưng mà SKU này sẽ giúp cho mình trong cái việc đóng gói nè, quản lý đơn hàng nè, quản lý chương trình khuyến mãi rất là tốt luôn, nên mình sẽ có một cái bảng quản lý cái SKU, cái này giống như là mã sản phẩm vậy đó. Chủ dùng 010 rồi. Bỏ qua cái phần mô tả một sản phẩm một xí, mình lướt nhanh đến cái phần delivery là giao hàng. Mình sẽ bật cái phần này lên đấy, để làm gì ạ? Để cho nó sẽ bật cái tính năng ở trên này để mình điền vào cân nặng đây. Một chai cho dù của mình thì vẫn là 5 lạng, cân là 10, để mình nhớ mình điền vào, không mình điền phỏng cũng được, nhưng mà không, đừng đừng để cái chuyện xảy ra là một cái gói hàng của mình nó to rất to mà mình để cái kích thước nó nhỏ nha, không nên, đơn nhiều vận chuyển nó sẽ kiện mình đấy. Còn mình phỏng phỏng làm sao cho nó vừa vừa thôi chứ cũng không cần chính xác đâu. Ví dụ như gói hàng của mình là 25, mình 20 25 thì mình giới hạn ở trong cái khoảng đó cũng được, mình không cần con số chính xác, nó không có đo đâu. Nhưng mà nếu mà gói hàng của mình đang kích cỡ 20 mà nó mà mình điền 10 á, thì nó sẽ kiện đấy. Mình điền cũng rồi xong, sau đấy thì mình sẽ chọn cái phần đây là chất lỏng.
gì trái mình nghĩ là không trái rồi, hoặc là mình sẽ có thùng là Shimo đây này, mình chọn bảo hành. Thì nếu mình không bảo hành đi thì mình nhớ mình không bảo hành đấy. Nếu có bảo hành thì mọi người phải có cái lọt bảo hành là bảo hành bao nhiêu lâu, xong rồi chính sách bảo hành của mọi người là gì. Nếu mà mình không có thì mình nghĩ là không thôi. Rồi đây là mô tả sản phẩm. Thì ngoài cái việc mô tả sản phẩm của Logitech kết ra ở trên này nè, đây nó sẽ có Simon, mọi người vào này nó có tiếng Anh nè, tại vì nếu mọi người làm cái phần mô tả tiếng Anh này thì mọi người có cơ hội bán hàng quốc tế nha, nên lưu ý mọi người nên bổ sung cái phần mô tả tiếng Anh này nha. Rồi mô tả ngắn gọn thì mình có thể nhập vào đây, mình mô tả tiếng Anh là A, B, C đi. Mình nhanh cho cái phần này thôi. Nó không bắt buộc. Nếu mọi người dùng Lolicat rồi thì nó sẽ không bắt buộc nữa. Nhưng mà thật ra mình vẫn muốn một mọi người phải có điền đầy đủ thông tin. Nhắn A, B, C. Rồi. Ủa sao phần này đủ không có, thôi bỏ trống. Rồi. Lolicat là đây. Mình nhấp vào. Đây là thường nha. Quick test là mọi người làm bình thường giống như Shopee. Logitech là đây. Để mình vào về Lazada bình thường cho mọi người xem thế nào là Logitech nha. Mình vào shop của mình này. Nó sẽ khác gì? Để cho mọi người thấy nó sẽ khác gì. Đây Lolicat nè, Lolicat là nó cũng bình thường, nó hiển thị như thế này, nhưng mà đến cái phần này mình nói đây nó là ảnh, nó có truyền được ảnh trong mô tả sản phẩm, nó sẽ thu hút nhiều hơn. Rồi ok, bây giờ mình bắt đầu nha, mình vào nha, mình làm nha. Rồi mình vào Lolicat thì ở đây nó có mẫu sẵn, nó có một số mẫu nè, nhưng mà đối với ngành hàng thời trang ABC các kiểu của mình không có, nhưng mà mình tự tạo mới ở đây. Rồi tự tạo mới đây, nó sẽ là một trang giấy trắng, lúc này mình thoải mái mặc sức design. Mình sẽ giới thiệu nha, nếu mọi người muốn điền chữ mọi người vào chữ đấy, mọi người chọn những cái mẫu của chữ hiện có, còn không thì mọi người sẽ có phần mà thêm ở đây để mọi người thêm chữ thì nó sẽ hiện ra chữ. Đó. Nếu cộng này nè, chữ hoặc ảnh thì nó do mọi người thêm thôi. Đấy. Mình không dùng. Rồi ảnh. Đây rồi cũng có rất là nhiều mẫu. Cái template nó sẵn, mọi người chọn, hoặc là nếu không cần thì mọi người chọn trống. Rồi, bảng cũng vậy, ở bạn nhá, sai các kiểu mình có thể chọn. Mình thấy không cần thiết mình không chọn thôi. Rồi, hoặc là nó có phần bản sao trang trí, có nghĩa là sau khi mình đã trang trí xong một cái sau khi mình đã lên một cái sản phẩm mà nuôi kết, nó sẽ lưu lại cái template của mình đã tạo, rồi thì mình nhân bản nó lên để mình dùng thôi. Thì nhưng mà đây là mình đang hướng dẫn mọi người lên cái sản phẩm đầu tiên, còn lưu kết thì mọi người làm theo dẫn của mình nha. Phần sau này nó sẽ lưu bản sao mọi người vào đó, mọi người copy bản sao mọi người dùng thôi. Rồi vậy thì bây giờ đầu tiên mình làm gì? Đây mình có một cái ảnh, nó cũng gần giống như cái cách mà mình trang trí gian hàng vậy đấy. Thì đầu tiên thì mình vẫn có nên một cái hình ảnh gọi là hình ảnh giới thiệu về gian hàng. Đây, mình sẽ đã có chuẩn bị, mình đi sai sẵn rồi. Những cái hình này, những cái banner mình theo cái kích thước của ảnh bìa Facebook đó, thì mình đi sai sẵn rồi. Đấy. Bây giờ mình chỉ cần dùng thôi. Đấy. Mình lưu ý anh, nếu mà người thêm cái phần hình ảnh này ở đây nè, thêm vào nè, thì cái kích thước chiều cao của nó là 350 thì mình có thể điều chỉnh nha. Điều chỉnh là 200 nè. Đó. Nó nhỏ là tùy mình thôi. 300 đi. Rồi. Tiếp theo mình sẽ truyền một cái ảnh về sản phẩm, ảnh mà ảnh bìa để nó nằm gọn ở một góc cho nó đẹp. Trước khi mình giới thiệu mô tả về sản phẩm, đây nó đang bị bự quá nè, mình kéo nó lại nhỏ lại. Này nó thao tác cũng bình thường thôi, giống như mọi người đang design thôi, không gì hết. Rồi
Đấy, mình cho nó là một bên. Vì sao mình cho nó là một bên như vậy? Đây, bây giờ có nguyên nhân đây. Nguyên nhân của nó là đây đây. Bây giờ mình sẽ chèn cái chữ vào đây. Chèn chữ trong một cái tab này thì mọi người vào đây nhé. Thì nó ra chèn chữ. Còn nếu mọi người vào dấu cộng mọi người chèn chữ thì nó sẽ ra một cái tab mới chứ không phải nằm trong tab cũ của mình. Em nhớ nha. Rồi. Đây, mình ở sửa, mình đã sửa xóa rồi. Đây mình chèn chữ. Mình vào mình tin dù 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 nguyên chất tác xã Mường Kim. Nếu mà người sạch tự tin dùng trùng dụ thì sản phẩm kim là một trong những đơn vị nổi tiếng ấy. Đấy. Rồi bây giờ mình kéo mình thả nó đi thôi. Giờ nó đang to quá thì mình điều chỉnh. Nó hơi to quá thì cho nó 30 thôi. Mình in gặm nó, mình in nghiêng nó. Để mình đang kiểu chữ. Và sau lưng Roman Lato Rery. Để cái nếu mà tự chủ này nó không bị lỗi thì mình dùng nó. Đây nó đang bị lỗi mà mình không có dùng cái Urari này được. Để nhìn chủ yếu nó mình kia. Dạ. 30 nó vẫn đang to, đang không nằm nếu cộng mình mất chẳng 26. Mình muốn cho nó về một bên rồi bây giờ mình kéo qua. Đấy, mình đã thấy là mình đã trên mình muốn cho nó về kiểu thường mà đấy nó vẫn còn quá bự rồi. Sẽ mừng kim rồi xong phần mình đã đi xong cái phần này rồi. Phần này mình làm gì sau khi cái phần này mình làm gì? Mình vào mô tả sản phẩm mình vẫn thêm vào đây đây công dụng nè. Đây mình ghi là kinh giới rừng. Mình có phần mô tả nha, mình tại vì cái gì mình không có cốp được. Công dụng thành phần hướng hướng dẫn sử dụng. Đây mình là cách dùng này. Rồi. Bảo quản. Hạn sử dụng. Rồi. Nó sẽ rất là nhiều luôn. Bây giờ mình chỉnh nó xuống còn 10. Đấy, điều chỉnh cánh ngang ngang nó bình thường nó như cái kia thôi. Nó như cái file thiết kế của mình thôi, nó không có gì khác biệt đâu. Mọi người nắm cái phần này mọi người kéo đi, mọi người lưu ý nha, nhiều khi nó sẽ bị lỗi. Tinh dầu chủ dùng nguyên chất cái mình kim ra thì mình muốn làm đúng một bên này thôi. Đấy. Rồi, ok. Sau đó mình cho cái này vào đây. Rồi, nếu mà sau khi làm này mọi người thấy cái phần này nó vẫn còn dư ra này, mọi người điều chỉnh cái phần chiều cao đi. 2.0 chẳng hạn. Rồi, 2.0 chưa phù hợp nữa thì 2.70. Mình điều chỉnh thôi. Này tùy vào cái ảnh mọi người đi sai, tùy vào cái kích cỡ chữ nha. Rồi, xong. Đấy là xong cái phần. Rồi mình đến phần tiếp theo, mình vẫn thêm một cái là mình thêm cái mình vẫn thêm một cái nữa là mình xin cái ảnh ảnh về nguyên liệu đấy, ảnh về sản phẩm này. Bây giờ mình tiếp tục mình thêm ảnh về sản phẩm, về sản phẩm, về nguyên liệu, về công dụng rồi tất tập thì đây khi mình nhấp vào đấy thì nó sẽ có cái mới này. Mình thêm ảnh thì mình thêm cái này thôi. Mình hiện tại là mình vẫn dùng cái này để mình vào tập mới đó. Đây là những cái ảnh mà mình đã đi sai rồi
sĩ nó đang tải đấy. Nếu mà vậy thì nó một cái lưu ý cho mọi người đối với cái phần này nè, thì mọi người nên đẩy cái phần chiều cao của nó, gom tất cả các ảnh lại với nhau, thì mọi người đẩy cái phần chiều cao này lên đến 1.000 cho mình. Rồi để làm gì, để mình dễ đi sai hơn thôi chứ không gì cả. Đấy. Mình kéo ra. Nó đấy, mình kéo cho nó lên. Đây, bên mua hiện lên 60. Rồi. Một ảnh. Tiếp theo mình chèn ảnh tiếp theo mình làm gì? Mình vào cái chữ ảnh này. Đấy. Đừng có vào cái dấu cộng này nha mọi người. Hoặc là đừng có vào đây nha. Tại vì mình đang ở trong một cái tab mà. Nếu mà mình vào dấu cộng hoặc vào trên đây thì nó ra một cái tab mới rồi. Rồi. Đây là những hình ảnh mà mình đã đi sai trước đó nha. Mình cứ thế mình gắn vào thôi. Đấy. Thật là xinh. Đây, mình cứ đi sai trước những hình ảnh sẽ xinh xẻo vào. Để hình ảnh nè, cái công dụng của tinh dầu chủ dùng. Để làm sao mà mình phải làm, vì sao mình phải làm như vậy? Vì nếu mà mình đánh chữ quá chi tiết ở cái phần này nè, thì nhiều khi nó sẽ bị giới hạn, nó sẽ bị giới hạn về hiển thị, nó vi phạm những cái từ về nhạy cảm ấy. Nhưng mà còn nếu nó là ảnh, thì những cái thuật toán nó không đọc được. Nhưng mà người khách hàng cũng khác anh chị thì lại đọc được. Như là trị cảm cúm, trị ho. Còn nếu mà làm giống như Shopee mà mình lên á, mình đánh chữ như thế này là trị cảm cúm mà mình đến đâu, mình đâu có lên sản phẩm được đâu. Hoặc mình lên nhưng mà nó cũng giới hạn hiển thị của mình. Còn đây là ảnh nên Loliket nó có một cái Loliket nó có một cái tác dụng là như vậy đấy, là thuật toán nó sẽ không đọc được, mình có thể lợi dụng nhưng mà là khách hàng lại đọc được nha. Rồi tiếp mình thêm một cái ảnh nữa nha, về công dụng. Rồi thì bên hướng dẫn sử dụng mình thêm ảnh đấy, khi mọi người nhấp vào đây mọi người không thấy cái ảnh đâu hết, nhưng mà mọi người phải chạy lên đầu tab nha, nhớ lưu ý giúp mình là phải chạy lên đầu tab đấy. Rồi xong rồi kéo nó xuống từ từ đấy, cái tab này của mình nó đang nhỏ nè, nó không đủ hình. Bây giờ mình thêm khoảng 1.200 đi để cho nó đủ. Đấy. Rồi xong. Để là mình xong cái phần mà là công cụ hướng dẫn. Rồi tiếp theo mình cho một cái chèn chữ đi. Mình sẽ chèn một cái chữ là công dụng thành phần hướng dẫn sử dụng rồi hết rồi thì nó sẽ gì ạ? Sản phẩm tương tự. Shop. Shop. Hoặc là sản phẩm tương tự không cũng được. Rồi kéo cho nó mình rung ra để cho nó ra chính giữa. Rồi sản phẩm tương tự này thì nó hiện tại là nó đang màu đen, mình thấy nó không hợp lắm, mình cho nó đổi màu. Mình đổi màu cái này là mình đổi màu cái vùng này nha. Ok nè, đây còn cái này là màu chữ nha, mình sẽ chọn màu chữ xanh. Đây sản phẩm tương tự. Rồi đối với phần sản phẩm tương tự này thì mình thấy mình sẽ chèn ảnh vô đây, mình chèn một cái mình chèn những cái ảnh sản phẩm tương tự vào, thì những cái ảnh mà sản phẩm tương tự vẫn là ảnh bìa này nha mọi người nha. Đây. Điều chỉnh lại kích thước. Nếu mà mọi người làm mà mọi người thấy nó sai mọi người muốn trở lại thì mọi người cần chăm sóc nha, thì nó sẽ trở lại thôi, nó sẽ in luôn về cái cũ.
Rồi bây giờ mình nhân bản nó ra, để ra đúng kích thước. Đấy. Mình sẽ có nhân bản ba cái này ra để đúng kích thước. Rồi mình thay ảnh thôi. Ok, tiếp. Ok. Và nếu mà trong trường hợp mình chỉ có 3 sản phẩm tương tự như thế này thôi á, thì mình chọn nó khoảng kích thước 250. Mình to to ra, xong rồi sau đó mình kéo cái này nó ra. Rồi, ok. Đấy, đấy là cách mình thêm sản phẩm tương tự nha. Canh giống làm sao cho nó đều. Rồi. Sau khi mình làm cái sản phẩm tương tự này thì mình cần có một cái banner kết. Mình thêm ảnh vào không? Đây, mình sẽ có một cái ảnh. Mình thả mới. Tất cả các ảnh này đều được mình tính toán và mình đã design sẵn hết rồi. Bây giờ mình chỉ cần gắn vào thôi. Mình cần chỉnh cái cỡ cho nó phù hợp. Cỡ này đang không phù hợp, cái nhỏ quá, mình tăng lên 400 cho nó phù hợp. Thì 400 con nói cho bây giờ mình nhận số 3 8 không để lúc mình học rồi này mình đang nhận là một xíu rồi. Đấy. Hoặc là mình muốn tuyển cộng tác viên thì mình sẽ thêm một cái ảnh nữa, mình thông báo là mình tuyển cộng tác viên ở đây luôn. Về. Mình lưu ý nha. 350, 380, 380 luôn. Cho nó đồng nha. Đối với cái nào mà nó chỉ ảnh không vậy nè, thì mình nên chọn một cái kích cỡ cho nó đồng. Rồi, ok. Đây, đấy là cái cách mà mình lên sản phẩm. Rồi sau khi mà mình đã làm được cái này nè, mình thấy nó chưa phù hợp với mình có thể điều chỉnh. Còn nếu mình cảm thấy nó đẹp rồi, nó phù hợp rồi thì mọi người chọn luôn. Đấy. Đang tải, mọi người đợi một xíu nhé. Rồi, luôn thì hiện tại luôn, cái đã luôn rồi. Và mọi người nhìn xem, cái phần lên sản phẩm của mình đang được Lazada đánh là xuất sắc. Thì lúc này bây giờ là bắt đầu mình lưu nhé. Mình phải nên nhớ một cái chữ lưu nhé một cái nha. Xong rồi mình sẽ. Đó. Rồi xong rồi sau đó thì cuối cùng mình sẽ gửi đi. Để cho Lazada duyệt. Thì nếu mà mình lên xuất sắc như vậy thì thật ra nó duyệt liền luôn. Đúng không, mình đã lên rồi nè. Rồi đấy. Và nếu mà phần lưu nhé nó có thì vào đây. Rồi sau đó thì mọi người vào cái phần nháp này, mọi người chỉnh sửa, mọi người lên tiếp sản phẩm mới. Hoặc là mọi người có thể vào cái phần này nè, mọi người nhân bản nó lên, sao chép nó lên. Để ra được một rồi mọi người tạo sản phẩm mới, nhưng đối lui kép thì nó cũng vậy. Có kép thì mọi người có thể dùng cái template mà mình đã làm sẵn ấy. Rồi vậy thì bây giờ mình sẽ cùng nhìn lại xem là rồi mình sẽ cùng nhìn lại xem là đối với cái việc là Logicat thì cần có bố cục gì để mọi người nhớ nha. Mình sẽ cùng với mọi người làm cái phần.
bố cục luôn, cái tên mọi người nhớ nha. Đây rồi, đầu tiên là vào là gì ạ? Giống như trang trí Shopee thôi, là một cái banner giới thiệu sản phẩm. Đây mình đánh nha, bố cục của Lori Cat trong Lori Cat trong Lazada nha. Thì một là banner lớn giới thiệu gian hàng thương hiệu. Rồi thứ hai là gì ạ? Là về hình ảnh sản phẩm cộng với mô tả sản phẩm. Rồi thứ ba là gì ạ? Mọi người nhớ không? Đây nhìn lại nha, thứ ba là đến cái phần banner lớn với kích thước là bao nhiêu ạ? Với kích thước khoảng 1,2 x 1,5 nha. Chiều cao banner lớn khoảng 1,2 đến 1,500. Về gì ạ? Ừ. Về công dụng, thành phần và hướng dẫn sử dụng. Lưu ý này, cho hết vào một cái banner lớn như này. Rồi như thế này thì làm gì nữa? Sản phẩm tương tự nó không được tốt như là Shopee, nó có link được sản phẩm, thực ra nó cũng link được đấy, nhưng mà nó phức tạp lắm, mà những cái link nó bị lỗi nên mình sẽ không hướng dẫn mọi người link, mình chỉ ghi sản phẩm tương tự thôi. Rồi nó lên được rồi, nhưng mà lên nó hay lỗi lắm, nên mình không biết cách mọi người lên. Nó có này, nó sẽ có cái phần mà lên mặt này, nhưng mà mình không biết cái phần này đâu, nó sẽ dễ bị lỗi lắm. Rồi sản phẩm tương tự, ảnh sản phẩm tương tự. Rồi, thứ năm là gì ạ? Mình kết thúc tự nhiên của nó bắt đầu này. Về thương hiệu, về sản phẩm luôn. Rồi. Xong rồi. Rồi mình lưu lại nhé. Đây là cái bố cục khi mà bọn mình lên sản phẩm để Lazada theo cái ứng dụng này liên kết. Rồi mình sẽ chụp lại một lần ok. Bước sau cùng là mình sẽ kiểm tra nha, mình sẽ kiểm tra xem sản phẩm của mình lên như thế nào. Đây là quản lý của mình. Rồi, đây sản phẩm mình đã được lên rồi đây. Này, nó sẽ rất là bắt mắt luôn không? Cái này cũng phải tùy thuộc vào cái khả năng design của mọi người nha. Mọi người cũng dùng Canva nhiều hơn, mọi người sẽ design được những cái hình như thế này thôi. Rồi, ok. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và lắng nghe. Hy vọng là mọi người sẽ làm được. Nếu mà có thắc mắc gì thì mọi người cứ nhắn vào group hoặc liên hệ với Kistop thì mình sẽ phản hồi cho mọi người biết nha. Rồi, mình cảm ơn mọi người, mình chào mọi người.